bên tay trái Tiếp hiện tại là đội vàng và bên tay phải là đội xanh. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi Crazy Challenge. Trò chơi thứ nhất của vòng Crazy Challenge có tên là Thần Giao Cách Cảm. Thành viên mỗi đội sẽ đứng trên một tờ giấy A0. MC sẽ hô một từ bất kỳ. Nhiệm vụ các thành viên trong đội là phải tạo dáng giống hệt nhau ngay lập tức. Nếu mà trong đội có người nào mà làm khác đi thì lập tức tờ giấy sẽ bị gấp đôi lại. Ồ. Đó. Và đội nào bị ngã hay là thiếu thành viên, đội đó sẽ thua cuộc. Hai đội sẵn sàng chưa nào? Yeah. Trò chơi bắt đầu. Từ đầu tiên, dễ thương. Ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, chờ nụ cười em tươi lung linh trên phố. Gấp đôi, gấp đôi ơi. Gấp đôi đâu? Gấp đôi vào đây các cậu ơi, gấp đôi nào, gấp gì ai mà này đúng mà. Chị sai. Kenji làm gì? Sai. No no, để đây đánh nghe. Vẫn còn không sao, không sao. Rộng mà. Vậy à, bây giờ mới nhảy ngay là quá vậy thôi. Ừ, ok vô. Y chang nãy luôn. Từ này hai nè. Quy 36. Mon nhìn kỹ bên này anh Vũ ạ. Mặc dù là em vẫn nhìn thấy là anh giơ hai tay lên trong khi các bạn giơ có một tay à. Tự túc đi nào. Rồi kiểu này là chắc mọi người phải cõng nhau nè. Không sao đâu, bình thường. Đó một chân ơi. Có gì đâu à. Nó còn rộng lắm. Mình có thể cần giày không? Toàn người đi giày to. Michael Jackson. Gấp lại tiếp nào. Không, cái này là tinh thần đồng đội mà. Gấp tiếp nào. Mọi người ơi. Khó khăn ơi. Cái biết cái gì. Đây gọi là thần giao. Hailey và Winner khác nhau. Tiếp đứng đây, tiếp nhìn rất rõ. Ông bước hai chân luôn đi. Là một tay thôi. Mình thống nhất mình là một tay thôi nhớ nhá. Có chân, có chân. Rồi. Hay mình lột giày. Nó không biết cái cảm giác được cõng là như thế nào ấy. Ờ đúng rồi, lột giày ra đây nè. Anh để một chân đứng một chân ngồi. Khó đấy. Vô hộ. Rồi, Kenji đổ cống kia ra. Tôi ngộ không. Ê, Việt Thi nhá, Việt Thi nhá. Rồi, chân bị thi trường ra ngoài rồi. Bị đều rồi. Việt Thi đi chắc mấy anh camera ơi. Cái cameraman á mọi người. Nào, Winner công thi đi. Rồi, ok. Rồi, best luôn. Đó, tay phải đây. Tay phải đó. Ok. Trời ơi. Ơi coi em đứng. Ok, xong chưa? 3, 2, 1. Come on. Du 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 du. Tại vì anh Vũ là hai tay đang bị ấy cho nên không làm được gì. Ôi rồi, ok, chấp nhận các bạn. Cảm ơn. Chết rồi, quá này. Được rồi. Kenji sai rồi. Cảm ơn như thế này mà nội. Trời ơi, ông là một chuột à. Hai bên sai hết. Căng rồi đó. Hay là có ý này nè. Hay là anh cậu... Ê, cái này phải mình phải đứng xong rồi mình nhón một chân lên. Không phải mình phải nhấc. Ôi eo ơi. Ôi rồi vậy thì ai thấy. Nhưng mà mình bán mà đúng không? Nhưng một chân lên, con một chân lên. Lần này anh sẽ không đọc từ khóa nữa mà các em sẽ phải đứng vững trong vòng 5 giây. Đó. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 3 4 5. Yeah. Winner đã chạm. Winner đã chạm chân rồi. Do là vòng thi vừa rồi, Winner đã chạm chân xuống sàn ở giây thứ tư. Và đội này vẫn trụ vững trong vòng 5 giây. Nên là thua cuộc không có nghe. Người ta có cái câu là 30 chưa phải là Tết lần. Đúng rồi. Ok. Triết lý, triết lý.
Và nói chung là mong là bọn em sẽ gỡ gạc được ở vòng thi thứ hai. Trò chơi thứ hai có tên là liên hoàn. Nội dung như sau: hai đội sẽ thi liên hoàn thổi xen kẽ. Cứ một thành viên sẽ phải dùng mũi để thổi quả bóng, xong rồi đến một thành viên tiếp theo sẽ phải thổi quả trứng trong ly, làm sao cho quả trứng trong ly lộn lộn ngược lại được. Và trong thời gian quy định, đội nào thổi được nhiều hơn, hoàn thành nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Là một bóng một trứng, một bóng một trứng. Đúng rồi, cả bốn người sẽ cùng chơi trong vòng này. Đội nào thổi được nhiều hơn trong thời gian quy định sẽ giành chiến thắng. Mà thổi bóng bằng mũi á? Vâng, bằng mũi nha. Sao thổi được á? Anh nghĩ ra đâu, em MC làm thử thôi. Đúng rồi. Mọi người đồng ý không? Mọi người đồng ý không? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Nhìn đây này. Nhìn đây này. Ơi. Căng chưa? Chưa. Thổi được bao nhiêu xì được bấy nhiêu. Cái này mới là người. Mới vừa lượng của anh. Ok. Đúng rồi. Ok. Ba quả bóng mới được một quả trứng. Ôi. Cố lên, cố lên. Rồi. Một quả. Ờ, em phải buộc phải qua, em phải buộc qua. Ba quả. Đó đúng rồi nha. Thở đi, thở tiếp, tiếp. Tiếp. Bên kia nghe. Tiếp. Ủa sao được hỏi rồi? Tiếp. Rồi. Tiếp. Tiếp. Ba quả, một quả trứng, một quả. Rồi nhá. Ok, anh giúp em. Ba quả rồi, ba quả. Rồi rồi. Cố lên, cố lên. Kia ra thử luôn. Đúng rồi. Còn rất nhiều trứng ở đây cho các bạn thổi. Bốn rồi đó, bốn rồi đó. Hai cái nữa. Hai cái nữa đúng rồi. Yeah. Rồi, được rồi, được rồi. Cột đây, cột, cột. Cột hay thôi. Cột nhập bên này đã được quả trứng rồi. Ôi. Được rồi. Một quả trứng nữa rồi. Nên ba quả này, hai quả này. Đau đầu quá. Rồi. Ê, bao nhiêu quả rồi? Bị hơi rồi. Ngoài là 4 quả rồi. Bị tiếp cả ngoài. Còn phải 2 quả nữa thì mới được thổi tiếp. Đau đầu quá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lên. Ráng hơn. Rồi, cột đây, cột đây. Chút nữa đi. Nó bỏ học đi trong học. Rồi hỏi tiếp. 2 phút đã trôi qua. Rồi, được chưa? Cố lên Winner. Rồi, ok. What? Yeah. Yeah. Tiếp nè. Rồi, 2 cái rồi nhá. Anh. Okay. Đây. Xong rồi đó, anh đá bóng này. Mấy cái rồi? Hai cái đúng rồi. Ê, mình thở to quá. Được, mấy cái bóng rồi. Yeah. Cột lại. Rồi, đủ rồi đó, bây giờ thôi. Em đừng. Trời, hỏi chứng đi, hỏi chứng đi. Em rất lên. Không được á. Em thở mạnh lên, thở mạnh lên. Đó. Thích kẹt á. Cẩn thận vỡ trứng này, cẩn thận vỡ trứng. Mạnh lên rồi. Ngoan nào, nhanh nào. Không à. Thôi, để chị thử nè. Thôi, thở cái mình nè. Nếu cái trứng nó bị kẹt rồi. Lại nào thổi nào. Anh hỏi luôn. Cái trứng nó bị kẹt. Bây giờ nó chỉ cần nhẹ xuống một cái là nó dính chặt luôn rồi. Nó bị kẹt rồi. Rồi, thôi mình chặt tay vào ly, chặt tay vào ly. Được không? Hay cái này được một cái mà. Để đây. Bạn ai nhà anh, bao chơi được. Ok, ok, ok. Cầm nhầm trứng rồi. Thôi, thổi được. Ôi, trứng rồi. Em bị hơi ra mũi nè. Hình như bọn em mới được bật một mũi là được. Cái này là em bị hai mũi rồi, bật một mũi lại đi, bật một mũi lại là được. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, come on. Rồi. Tiếp. Có lên. Hai. Con mình. Tỷ số đã là 3-2. Nhưng về đội vàng. Rồi. Chạy về. Rồi 2 cái. Còn 3 cái. Anh cục, em dừng anh. Còn 30 giây. 30 giây là được chứng rồi đó. Có lên. Ôi, được chưa?
Trong thôi thở đi, hồi chứng đi. Ồ, hay quá. Từ từ nha. Anh lít được rồi. Cố lên. Chưa rồi. Thôi. Ba điều. 3, 2, 1. Hết giờ. Yeah. 4 phút cuối cùng. Ui. Không ai quá. Ông nào ơi, chóng mặt quá. Thật sự. Ông chóng mặt luôn á, chóng mặt lúc đau tay rồi. Trên bàn là thành quả của hai đội chơi. Và bây giờ Chi Up sẽ kiểm tra xem đội nào được nhiều hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah. Quả bóng to. Trứng. 1, 2, 3, 4 quả. Và đội vàng có 12 quả bóng và 4 quả trứng. Xuất sắc. Đến đội đỏ. 1, 2, 3, 4. Đấy đúng rồi. Thôi tôi vẫn sẽ tính. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kênh nhau 1 quả bóng. 1, 2, 3. Kênh nhau 1 quả trứng. Vâng. Nhưng mà tỷ số đáng lẽ ra sẽ không chênh lệch ngắn như vậy. Tại vì bên đội xanh đã không tuân thủ nội quy. Gina và Hailey đã cùng nhau thổi bóng cùng một lúc. Nhưng mà luật chơi là phải thổi xen kẽ. Nên phần thắng thuộc về đội vàng.